Tại cầu Bản Cóc, xã Tường Hạ thuộc lý trình km 8 cộng 260m quốc lộ 43, nước lũ dâng cao đã làm xói mòn, sạt sụt một phần mố cầu, làm sập một phần mặt cầu gây ách tắc toàn bộ tuyến đường giao thông từ Gia Phù ra Vạn Yên. Để đảm bảo an toàn, chính quyền và người dân xã Tường Hạ đã cho lập rào chắn ngang đường và cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người tham gia lưu thông được biết. Riêng tuyến đường từ Vạn Yên lên xã Bắc Phong và một số tuyến đường liên bản liên xã có hàng trăm điểm sạt lở với khối lượng ước tính trên 4.000 m2 đất đá vùi lấp, gây cô lập ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo, huy động lực lượng ứng phó với thiên tai, phương tiện đi lại duy nhất hiện nay là đường thủy và đi bộ. Ngay sau lũ đi qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Yên đã thành lập đoàn công tác phối hợp với xã Bắc Phong tổ chức xuống các bản kiểm tra xác minh, động viên nhân dân và huy động lực lượng giúp các hộ bị ảnh hưởng tháo dỡ, di dời tài sản và nhà cửa đến nơi an toàn. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong, đến ngày 22 tháng 7, mưa lũ trên địa bàn đã làm sụt lún, vùi lấp hai nhà văn hóa Bắc Ban và Bó Mí. Tại bản Đá Phổ, quả đồi phía tà luy dương đang sụt lún với chiều dài khoảng 120m, chiều cao từ 7 đến 8m, nguy cơ cao ảnh hưởng đến 5 hộ dân sống phía dưới chân đồi và khu trung tâm hành chính xã, gồm 31 hộ dân bị ảnh hưởng và phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Xã đã huy động tháo dỡ, di chuyển nhà cửa, tài sản cho 8 hộ đến nơi an toàn. Từ hôm qua hôm kia thì thấy lũ nó về nhiều thì khi thì lũ về thì lấy về ít ít thì còn lấy cái xẻng đi bới, còn lấy về nhiều thì mới thức cháu ấy là vợ chạy thì 3 giờ sáng thì thấy nứt này, cái nhà không còn ở được nữa, nhà thì vừa mới làm bây giờ chả biết ở đâu. Hiện nay, xã Bắc Phong đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng cán bộ xã xuống bám nắm địa bàn, động viên nhân dân, thống kê thiệt hại, chủ động phương án sắp xếp nơi ăn trốn ở tạm thời cho các hộ phải di dời. Trước mắt là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời nhà cửa ra khỏi vùng nguy hiểm. Đối với các hộ bị sạt sụt lún, chủ động dùng phông bạt tre để hạn chế ảnh hưởng nếu trời tiếp tục mưa. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, cùng nhau động viên chia sẻ với những thiệt hại, khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống. Từ cấp ủy, chính quyền cho đến các ban ngành đoàn thể của xã tăng cường xuống các bản chỉ đạo phối hợp với lại chi bộ, ban quản lý các bản là huy động lực lượng tập trung giúp cho những cái hộ rất là nguy hiểm về cái nhà ở. Hiện nay là toàn xã đã dỡ được 6 nhà, di chuyển được 6 nhà và hiện nay là vẫn còn có 2 hộ đang có nguy cơ nguy hiểm thì anh em chúng tôi đang chỉ đạo để tập trung tháo dỡ. Trước những thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân, xã Bắc Phong, huyện Phú Yên đang tập trung cao cho công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và ưu tiên cho việc sắp xếp ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên, địa hình đồi núi dốc cao, thiếu mặt bằng nên việc xây dựng lại nhà cửa cho người dân là trở ngại lớn. Cần có sự vào cuộc giúp đỡ của các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân để người dân Bắc Phong sớm ổn định cuộc sống.